Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, liệu Việt Nam có quyết tâm thực thi quyền của mình theo luật biển UNCLOS 1982 hay không? Tình hình Biển Đông vẫn đang ở trong một nhịp độ nóng bỏng. Mới đây Hoa Kỳ đã chính thức lên tiếng phản đối các yêu sách sai trái của Trung Cộng ở Biển Đông sự lên tiếng của Hoa Kỳ đã như một cơn sóng cộng hưởng với tiếng nói của Philippines, Việt Nam, Indonesia trước đó đã tạo sóng cho dư luận trước nỗi lo về sự đe dọa của Trung Cộng trên biển Đông. Trung Quốc vẫn đang tiếp tục sử dụng chính sách kề miệng hố chiến tranh nhưng được thực hiện bằng các hành động dưới ngưỡng chiến tranh để đe dọa và ức hiếp các quốc gia đông nam á có những lợi ích trực tiếp liên quan ở biển Đông. Trong thời gian qua, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đông Nam Á đã có sự thay đổi đáng kể. Các nước Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông vẫn không ngừng nghỉ tìm cách xử lý mối quan hệ phức tạp của họ với Trung Quốc, vừa mang tính đối kháng do những tranh chấp trên biển, vừa mang tính tương trợ cho những ràng buộc về kinh tế. Trong số đó, Việt Nam là một trường hợp tiêu biểu. Cho dù là láng giềng 4 tốt 16 chữ vàng nhưng Trung Quốc vẫn đang là mối đe dọa hiển hiện trước mắt Tàu Hải Dương địa chất 8 đã quấy rối Việt Nam hơn 100 ngày hồi cuối năm ngoái và vừa rồi đã quay trở lại. Sau khi đi qua vùng đặc quyền kinh tế IZ của Việt Nam ở Biển Đông, tàu này đã chuyển sang bắt nạt chính phủ mới của Malaysia. Trong khi đó, tàu sân bay Liêu Ninh cùng đoàn tàu hộ tống đã hoạt động gần bãi Malek Pits cho đến ngày 25 tháng 4 khi nhóm tàu tấn công USS America rời đi mới tạm dừng hoạt động. Biển Đông dường như là thao trường quen thuộc của Trung Quốc để họ tích lũy kinh nghiệm tác chiến, đồng thời cũng là nơi để cho Trung Quốc thể hiện sức mạnh cờ bắc của mình. Để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, Việt Nam đã tăng cường các biện pháp đối phó, một mặt tăng cường ngoại giao quốc phòng đối với các cường quốc như Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Mặt khác, Hà Nội cũng đã bóng gió nói tới khả năng đưa vấn đề Biển Đông ra tòa án quốc tế. Ngày 5 tháng 11 năm 2019, Việt Nam đã công bố sách trắng quốc phòng, nhắc lại chính sách 3-0 không tham gia liên minh quân sự không có nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam và không liên kết với một nước thứ ba, một nước thứ hai để chống lại nước thứ ba. Tuy nhiên, chính sách đó vẫn hé mở một cánh cửa cho việc tăng cường hợp tác an ninh với các nước khác, nhất là Mỹ Nói cách khác, Việt Nam có một chiến lược phòng ngừa để ngăn chặn mối đe dọa của Trung Cộng. Sách trắng thể hiện sự phát triển và khác biệt ngày càng gia tăng giữa Hà Nội và Bắc Kinh về cách thức quản lý Biển Đông và truyền tải nhận thức của Hà Nội về các mối đe dọa chính, tuyên bố cam kết hợp tác với tất cả các nước không phân biệt sự khác biệt về thể chế chính trị hay tranh lệch kinh tế. Sách trắng cũng bắn tín hiệu về giới hạn đỏ của Hà Nội đối với chính quyền quốc gia và sẵn sàng mở rộng quan hệ quốc phòng với các cường quốc và các nước khác trong khu vực. Sách trắng cũng đặt ra một khả năng Việt Nam có thể cân nhắc thay đổi chiến lược quan trọng trong chính sách quốc phòng ba không truyền thống của mình vào bất kỳ lúc nào nếu Việt Nam đối mặt với các mối đe dọa không thể chấp nhận được từ Trung Quốc, tùy thuộc vào các hoàn cảnh và điều kiện cụ thể. Tại cuộc hội thảo thương niên về Biển Đông do Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức tháng 11 năm 2019, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã nêu vấn đề Hiến trương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS có các cơ chế đầy đủ cho chúng tôi tiến hành các biện pháp về pháp lý. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đánh giá khả năng Việt Nam khởi kiện Trung Quốc vẫn còn rất xa vời bởi vì các lãnh đạo Việt Nam e ngại sự trả đũa trên nhiều lĩnh vực của Trung Quốc. Mới đây, khi đánh giá về khả năng khởi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, bà Bonnie Grasser, chuyên gia từ CSIS, nhận xét là Việt Nam cần một quyết định từ chính trị từ Hà Nội. Điều đó cho thấy những lo ngại của Việt Nam trước sự đe dọa của Bắc Kinh về vấn đề này. Bên cạnh các hành động trên, Việt Nam đang cân nhắc khả năng đóng vai trò tích cực hơn trong đối thoại an ninh bộ tứ. Đối thoại an ninh bộ tứ được thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khởi xướng năm 2007 và nhận được sự ủng hộ của Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney, thủ tướng Australia John Howard và thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Chính phủ Australia dưới thời của Kevin Rudd đã rút lui khỏi cơ chế đối thoại trên năm 2009. Nhìn lại có thể thấy rằng ý tưởng này là tốt nhưng thời điểm lúc đó chưa chín muồi. Tháng 11 năm 2017, bốn cường quốc đã chính thức ký sinh ký hồi sinh khái niệm bộ tứ như một sáng kiến mới tại hội nghị cấp cao ASEAN và hội nghị thượng đỉnh Đông Á IAS. Washington đã nêu ý tưởng như một động lực chính cho tầm nhìn mới của nước này về chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do mở rộng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng sáng kiến này để thúc đẩy khái niệm Bộ Tứ về hợp tác an ninh. Kể từ đó, các quan chức Bộ Tứ đã gặp nhau tổng cộng 5 lần. Các nguồn tin ngoại giao cho biết Hà Nội đang bí mật cân nhắc hợp tác với Bộ Tứ để đối phó với các tham vọng mới của Trung Quốc. Việt Nam đã gửi những tín hiệu thăm dò về việc có thể tìm kiếm hợp tác với nhóm chiến lược gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ cùng với các đối tác khu vực như New Zealand và Hàn Quốc, một bộ tứ mở rộng. Ngày 7 tháng 3 năm 2020, các thành viên của bộ tứ đã nhóm họp trực tuyến cấp thứ trưởng lần đầu tiên với New Zealand, Hàn Quốc và Việt Nam để thảo luận không chỉ các giải pháp đối phó với đại dịch virus Vũ Hán mà cả các cách thức để hồi phục kinh tế và các kế hoạch cho một cuộc họp hàng tuần tiếp theo. Nhà phân tích Direct Grossman của Grand Corporation cho biết Việt Nam là một trường hợp hấp dẫn, có thể cung cấp một đầu vào tuyệt vời cho bộ tứ mở rộng. Tập trung đối phó với Trung Quốc, ông Grossman cho rằng mở rộng sự tham gia bộ tứ đối với một quốc gia Đông Nam Á sẽ làm suy yếu đánh giá của Trung Quốc khi cho rằng bộ tứ chỉ đơn giản là một nhóm các cường quốc bên ngoài đang tìm cách kiềm chế sức mạnh của Trung Cộng trong khi các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn đang ngập ngừng trước khả năng trở thành thành viên bộ tứ mở rộng thì các hành động hung hăng hiếu chiến của Trung Quốc trên biển Đông có thể buộc họ phải quyết định như đã được chỉ ra trong sách trắng quốc phòng. Hà Nội dự kiến sẽ tham gia bộ tứ theo các bước được tính toán để tránh sự phản đối không cần thiết của cường quốc láng giềng. Cựu đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh đã khẳng định trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 23 tháng 5 2020 rằng Mỹ đã mời Việt Nam tham gia bộ tứ mở rộng cùng với Hàn Quốc, New Zealand để thúc đẩy sự chuyển đổi các chuỗi cung cấm cung cấp toàn cầu và hình thành một mạng lưới thịnh vượng kinh tế mới. Ngoài ra, Hà Nội đang cố gắng tận dụng vị thế Chủ tịch ASEAN của mình để tìm kiếm sự ủng hộ và hợp tác vấn đề Biển Đông, của các thành viên ASEAN khác như Indonesia, Malaysia, Philippines. Trung Quốc cũng đã bắt nạt và ép buộc những nước này bác bỏ có tuyên bố về lãnh thổ của họ trên Biển Đông. Việc các quốc gia này cùng tìm thấy điểm chung trước các yêu sách phi lý trên Biển Đông và của Trung Quốc Cộng với tuyên bố mới đây của Hoa Kỳ cũng về vấn đề này đang là niềm hy vọng mới cho tiến trình tìm kiếm một bản COC có hiệu quả thực tế trong việc ngăn ngừa sự xung đột tiềm tàng tại khu vực này. Các động thái trên của Việt Nam cho thấy các cơ hội của Việt Nam thoát ra khỏi sự đe dọa của Trung Quốc. Tuy nhiên, phía Việt Nam vẫn đang tỏ ra rất chậm chạp trước việc nắm bắt các cơ hội này một vấn đề đáng lưu ý khi thông tin cho biết Hà Nội đang cân nhắc khả năng tiếp tục việc thăm dò và khai thác mới tại lô 06.01. Lô này hiện có 3 mỏ khí là, là làn tây, làn đỏ và phòng làn dại. Theo thông tin từ tạp chí năng lượng Việt Nam, lô 06.01 nằm ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam do Rotlep Việt Nam BV là nhà điều hành đã hoạt động ổn định trong suốt 15 năm qua, cung cấp hàng năm khoảng hơn 30% sản lượng khí cho Việt Nam. Hợp đồng dầu khí lô 06.01 với rốt -Nét chiếm 35%, ONGC 45% và PVN 20%. Lô 06.01 nằm hoàn toàn trong khu vực bể Nam Côn Sơn cách bờ 370 km đang khai thác khí Codenset tại các mỏ Lan Tây, Lan Đỏ và Phong Lan Dại. Sản lượng khai thác trung bình ngày hiện nay khoảng 8,8 triệu mét khối khí trên ngày và khoảng 1.500 thùng condensate trên ngày. Sản lượng khai thác cộng dồn của lô 06.01 đến tháng 6 năm 2017 là 53.5 tỷ mét khối khí và 19,8 triệu thùng condensate. Mặc dù Việt Nam vẫn đang tiến hành khai thác tại lô 06.01 này, tuy nhiên yêu cầu cần phải tiếp tục thăm dò và khai thác mỏ mới tại lô này. Về vị trí địa lý thì lô 06.01 nằm sâu trong thềm lục địa của Việt Nam tại khu vực Bể Nam Côn Sơn. Theo quy định tại Điều 56 và Điều 77 của UNCLOS, Việt Nam có đầy đủ quyền để thăm dò và khai thác tại lô 06.01 này. Tuy nhiên, tàu khai sát khổng lồ Hải Dương Địa Chất 8 được các tàu hải cảnh và tàu dân quân biển Hộ Tống đã quấy rối Việt Nam tại lô này từ hơn tháng từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2019. Chính vì vậy, các lãnh đạo Việt Nam đang đứng trước quyết định tiếp tục thăm dò để có thể khai thác mỏ với mới tại lô 06.01 này hay không. Bởi vì nếu tiếp tục thăm dò có thể sẽ tái diễn sự căng thẳng đến ngộp thở bởi các tàu Trung Quốc đến quấy rối. Nhưng nếu không tiếp tục thăm dò thì sẽ đánh mất cơ hội và tạo điều kiện cho Trung Quốc tiếp tục lấn tới. Chúng ta còn nhớ trước sự đe dọa của Trung Quốc, Việt Nam đã từng phải rút khỏi lô 136.3 năm 2017 và lô 07.3 năm 2018. Chính sự xuống nước này của Việt Nam đã dẫn tới việc Trung Quốc tranh thủ và tận dụng cơ hội để gia tăng sự đe dọa lên Việt Nam thời gian sau này. Chính vì vậy, việc quyết định có tiếp tục thăm dò để khai thác mỏ mới tại lô 06.01 vào thời gian sắp tới sẽ được coi như là một sự phép thử sự quyết tâm và lòng can đảm của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trước áp lực đe dọa của Cộng sản Trung Quốc. Nếu vượt qua được phép thử này thì chúng ta mới có thể hy vọng các biện pháp tiếp theo. Còn nếu không, mọi kế hoạch xem chừng sẽ chỉ là kế hoạch khó có thể thực hiện được trên thực tế. Việc Trung Cộng luôn đe dọa Việt Nam về việc đưa tranh chấp biển Đông ra tòa án quốc tế có lẽ không còn là điều mới mẻ. Nhưng sau bài viết của tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc gia Nam Hải vừa đưa ra hôm 12 tháng 6 năm 2020 trên trang South China Sea Traffic với tiêu đề Việt Nam phải nghĩ kỹ lưỡng trước khi kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông lên tòa quốc tế với lời lẽ vô cùng quyết liệt đã cho thấy mọi việc đã vượt qua làm danh đe dọa. Mà lần này Tàu cộng sẽ ra đòn đích đáng để dạy cho bài học cho đám con hoàng cộng sản Việt Nam vốn cứ thích chơi trò đù dây. Ngô sĩ Tồn đưa ra ba lý do chính để lên án cộng sản Việt Nam. Thứ nhất, trong nhiều năm qua Việt Nam luôn nghĩ tới việc dùng trọng tài để áp đảo Trung Quốc. Thứ hai, dường như Việt Nam tin rằng thời điểm thích hợp đã đến nếu Việt Nam khởi sướng đưa vụ việc lên trọng tài chắc chắn Việt Nam sẽ làm theo những gì Philippines đã làm, hầu nhận được quyền tài phán và sự chấp thuận việt nam có thể nhân cơ hội này để củng cố lợi ích bất hợp pháp của mình nhằm tối đa hóa lợi ích của việt nam ở biển đông bôi nhọ trung quốc trên các diễn đàn quốc tế đồng thời việt nam muốn giành được sự đồng tình của truyền thông quốc tế gây áp lực lên trung quốc thứ ba, gần đây Việt Nam liên tục có những hành động liều lĩnh như thực hiện triển khai xây dựng quy mô lớn trên các đảo và các dạng san hô mà Việt Nam đã chiếm đóng bất hợp pháp của Trung Quốc, thậm chí khuyến khích ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trong vùng lãnh hải và nội địa của Trung Quốc. Những hành vi như vậy không chỉ cản trở cuộc đàm phán mà còn làm sói mòn sâu sắc niềm tin chính trị giữa hai nước đã có từ mấy chục năm qua. Sau đó Ngô Sĩ Tồn không quên đưa thêm các biện pháp dần dậy mạnh tay nếu phía Việt Nam vẫn muốn đưa vụ tranh chấp Biển Đông ra trọng tài quốc tế. Thứ nhất, nếu Việt Nam nộp đơn lên trọng tài Trung Quốc buộc phải công bố về các đường cơ sở của quần đảo Trường Sa, tương tự như công khai 28 điểm cơ sở và các đường cơ sở của quần đảo Hoàng Sa. Thứ hai, Trung Quốc sẽ có những biện pháp đối phó như tiến hành thường xuyên tuần tra sẽ mạnh tay hơn nữa đối với các tàu ngư dân Việt Nam đánh bắt cá ở gần khu vực Trường Sa, Hoàng Sa. Thứ ba, Trung Quốc sẽ gây khó khăn hoặc thậm chí ngăn chặn quá trình quân sự hóa trên các thực thể mà Việt Nam còn giữ được ở Trường Sa. Điều này sẽ cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần cho quân đội Việt Nam đồn trú trên các đảo. Thứ tư, Tàu Cộng sẽ xúc tiến việc thăm dò và khai thác dầu khí xung quanh bãi tư chính. Biết Cộng sản Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào Tàu Cộng nên Tàu Cộng hung hăng lấn tới. Nhớ lại dạo năm 2016 theo tiết lộ của tướng Lê Văn Cương sau khi tòa trọng tài vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 ra phán quyết Tàu Cộng hoàn toàn thua Philippines thì một tháng sau đó Tàu Cộng đã cử lãnh đạo cao cấp sang lãnh đạo cao cấp Việt Nam yêu cầu Việt Nam phải thực hiện 5 điều không. Cái không thứ nhất là không được ủng hộ phán quyết của tòa trọng tài. Cái không thứ hai là ASEAN không được đưa phán quyết này ra để bàn thảo các vấn đề liên quan đến biển Đông. Cái không thứ ba là trong đa phương quốc tế Việt Nam không được đưa ra đưa phán quyết ra. Cái không thứ tư trong đàm phán song phương Việt Trung, Trung Việt, Cộng sản Việt Nam không được đưa phán quyết ra. Cái không thứ năm là Cộng sản Việt Nam không được kiện Trung Quốc. Lời tướng cương các đồng chí đấy trước đây có sang nói với ta nếu mà các đồng chí Việt Nam mà kiện chúng tôi thì thành tựu 30-40 năm đổi mới đổ xuống sông xuống biển hết. Tàu Cộng là một tay ngang ngược, luôn hành xử kiểu cá lớn nuốt cá bé, không ai còn lạ. Cái lạ là ở thái độ hèn hạ đến độ không buồn che giấu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Giang Sơn gấm vóc cha ông để lại cứ ngày càng bị Tàu Cộng xà xẻo, nay chỗ này mai chỗ khác là bộ sậu lãnh đạo cứ hồn nhiên như thằng điên. Xin dẫn chứng hai bằng xin dẫn chứng bằng hai sự việc hoàn toàn đối lập nhau nhưng vẫn không ảnh hưởng đến đại cục giữa Việt Trung bao giờ. Đó là hôm 18 tháng 6 năm 2020 trong nước liệt nhiệt chào đón hàng ngàn người bạn láng giềng đến sinh sống và làm việc tại nước ta. Dù mấy hôm nay ngoài khơi, người bạn láng giềng đó lại đang ngày càng tiến sâu vào thềm lục địa của Việt Nam như chỗ không người tiếp đón nồng hậu gần 1.000 lao động Trung Quốc đến Quảng Ngãi. Hôm 18 tháng 6 năm 2020, ngành đường sắt tổ chức nhiều đoàn tàu riêng để đưa các chuyên gia lao động tàu cộng nhập cảng từ Lạng Sơn đến Quảng Ngãi trong tháng 6. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ 9 tháng 6, Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các đơn vị tạo điều kiện cho các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, công nhân tay nghề cao được nhập cảnh Việt Nam để làm việc khảo sát cơ hội đầu tư kinh doanh. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cả nước hiện có 33.770 lao động Trung Quốc được cấp phép làm việc tại Việt Nam. Thứ hai là tàu cộng kéo tàu thăm dò vào xâm phạm lãnh hải Việt Nam từ sáng sớm đến trưa ngày 18 tháng 6 năm 2020, tàu Hải Dương 4 của Tàu cộng lại ngang nhiên tiến sâu vào vùng đặc quyền kinh tế EEZ 200 hải lý từ bờ biển Việt Nam. Tàu Hải Dương chỉ cách đảo Phú Quý khoảng 115 đến 120 hải lý. Tàu Cộng lấn 1, Việt Cộng lùi 2, không dám đáp trả bằng các biện pháp quân sự thì ít ra phải kiện Tàu Cộng ra tòa trọng tài quốc tế đi chứ. Tại sao không dám kiện? Câu trả lời đơn giản như đang giỡn là cái gì đã bán đứt rồi thì làm sao còn có thể đòi lại được. Việt Nam có thể hy vọng giải pháp nào để lấy lại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? Việt Nam cáo buộc Trung Quốc vào năm 1974 đã dùng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa do chính quyền Việt Nam Cộng hòa quản lý. Quan điểm chính thức của nhà công quyền Cộng sản Việt Nam là có chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuy vậy, trong lúc Trung Quốc đã nắm quyền kiểm soát thực thể đối với quần đảo Hoàng Sa, liệu tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc có thể diễn ra thế nào trong tương lai? Một số chuyên gia lâu năm về tranh chấp Biển Đông trả lời BBC News tiếng Việt Brett Green, Giám đốc Sáng kiến Bình bạch hàng hải châu Á, AMTI, chương trình thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS Washington DC. Thực ra không có hy vọng giải quyết vấn đề Hoàng Sa trong tương lai gần, nhưng các bên có thể chế ngự vấn đề này. Bước đầu tiên là Trung Quốc nên chấp nhận rằng Việt Nam có quyền đánh cá lịch sử xung quanh quần đảo Hoàng Sa được bảo đảm bởi công ước liên hợp quốc về luật biển UNCLOS 1982. Như thế Trung Quốc sẽ hợp tác với Việt Nam để có cơ chế quản lý việc đánh cá. Việc này có thể làm được nếu nó là một phần của nỗ lực lớn hơn bao gồm Malaysia, Philippines, Brunei, Indonesia để quản lý sản lượng cá toàn biển Đông gồm cả Trường Sa. Nếu các bên có thể hợp tác về đánh cá thì sau đó họ có thể tìm kiếm cơ chế để chế ngự các vấn đề khác trong hòa bình còn tranh chấp chủ quyền có thể được giải quyết thông qua đàm phán hoặc tòa trọng tài nhiều thập niên về sau Donald rothwell giáo sư luật quốc tế đại học quốc gia úc ông là đồng tác giả tờ in international law of the sea năm 2010 có thể có các giải pháp như sau giàn xếp ngoại giao giữa trung quốc và việt nam hoặc giàn xếp bằng việc nhờ tới bên thứ ba Hai lựa chọn này đều phù hợp với hiến trường Liên Hợp Quốc. Giải pháp ngoại giao có nghĩa là một bên thừa nhận chủ quyền của bên kia đối với các đạo. Giải pháp dùng bên thứ ba nghĩa là có thể đưa tranh chấp ra một bên thứ ba là trung gian, bên hòa giải, tòa trọng tài hoặc tòa xét xử. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về lý thuyết có thể được mời can thiệp hoặc giúp dàn xếp. Trên thế giới cũng có nhiều ví dụ khi hai lựa chọn ở trên đã giúp dàn xếp thành công các tranh chấp lãnh thổ. Tuy nhiên Trung Quốc và Việt Nam có xem xét các lựa chọn này hay không lại phụ thuộc vào ý chí chính trị mà hiện nay có vẻ không nước nào có quan tâm nhiều đến việc này. Đặc biệt Trung Quốc sẽ miễn cưỡng trước các lựa chọn này vì có thể bị xem là tạo tiền lệ. Tiền lệ đó sẽ ảnh hưởng đến các tranh chấp của Trung Quốc trên biển Đông cũng như với Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong không khí chính trị hiện nay tôi không thấy có giải pháp nào. Trung Quốc có thể tìm cách mời chào một số lợi ích để Việt Nam nhượng bộ ngoại giao và công nhận chủ quyền của Trung Quốc, nhưng chắc chắn Việt Nam sẽ không chấp nhận điều đó ở thời điểm hiện nay là ngắn hạn về sau. Grigory Lokshin, nhà nghiên cứu cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và ASEAN Viễn, Viện Viễn Đông, Viện Hà lâm Khoa học Nga, ông trả lời BBC trực tiếp bằng tiếng Việt. Về căn bản tôi đồng tình với ý kiến của hai đồng nghiệp ở trên tham luật quốc tế và kinh nghiệm lịch sử có nhiều phương pháp giải quyết và các vấn đề tương đối hòa bình có tính chính trị và chính nghĩa cho hai bên. Nhưng giống như giáo sư Donald Rodwell, tôi nghĩ rằng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa có nguyện vọng chính trị thật sự để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Tranh chấp này cần thiết cho họ để giữ gìn chủ nghĩa dân tộc trong nước, dẫn sự chú ý của quần chúng nhân dân khỏi các vấn đề nội bộ. Họ cần có hình ảnh của kẻ thù đối ngoại để đoàn kết lại xã hội xung quanh Trung ương Đảng và Chủ tịch Nhà nước Tập Cận Bình. Theo tôi, điều kiện thứ nhất và nhất định để có thể bắt đầu đàm phán về các vấn đề này là Trung Quốc phải chấm dứt tuyên truyền chống Việt Nam và không đưa ra những phản luận hoàn toàn giả dạ dối về chủ quyền Trung Quốc ở Hoàng Sa và Trường Sa. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi